Thống đốc Okinawa kêu gọi Hoa Kỳ giảm bớt gánh nặng liên quan đến căn cứ quân sự tên từ Naha. Sáng hôm nay, bà Caroline Kennedy đã có một cuộc họp với thống đốc Okinawa, ông Hirokazu Nakayama. Ông Nakayama đã kêu gọi Hoa Kỳ giảm bớt gánh nặng của căn cứ quân sự gây tranh cãi trên hòn đảo chính của khu vực. Nhiều người dân địa phương liên kết sự tập trung của các căn cứ Hoa Kỳ trên đảo Okinawa với tai nạn, ô nhiễm và tội phạm, như vụ hiếp dâm một nữ sinh Nhật Bản bởi ba binh lính Hoa Kỳ trong năm 1995. Ông Nakayama kêu gọi sự ủng hộ của bà Kennedy trong việc giải quyết các vấn đề. Ông nói đã có rất nhiều tai nạn và các vấn đề môi trường liên quan đến các căn cứ, và ông hy vọng đại sứ Kennedy sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn của mình để giúp mang lại một giải pháp và giảm bớt gánh nặng cho Okinawa.